Và các bạn nha, đây là hai cái nải chuối mình đã bảo quản trong tủ lạnh là gần 10 ngày rồi các bạn. Thì nó có một sự khác biệt ở đây. Mình sẽ đem ra mình so sánh cho các bạn xem nó khác biệt như thế nào. Và cái mẹo nhỏ lưu ý khi mình bảo quản chuối trong tủ lạnh được lâu ha. Hai cái bảo quản này thì nó không khác gì bao nhiêu, nhưng mà cái sự khác biệt ở đây là cái thời gian nha. Bây giờ thì mình sẽ lấy ra để chia sẻ các bạn. Bên này các bạn thấy cái nải chuối bây giờ nó chuyển màu ha. Mình để ra đây trước rồi lấy nải chuối kia ra luôn nha. Bây giờ mình sẽ mở cái gói này ra cho các bạn xem coi có sự khác biệt của nó như thế nào nha. Để các bạn lưu ý khi mình bảo quản chuối, cây chuối của mình nó bảo quản được lâu hơn nha. Ở đây thì mình bảo quản hai cách. Một cách này là mình cho vào một lớp bọc và mình kéo kín cái miệng bọc lại. Còn ở bên đây là mình cho vào hai lớp bọc. Mình sẽ mở cái nải chuối bên một lớp bọc cây trước. Đây, nải chuối này là mình đã bảo quản 5 ngày trong tủ lạnh này các bạn. Thì các bạn thấy cái màu nó chuyển hơi sậm, hơi đen tí xíu. Nhưng mà lúc này chuối nó vẫn còn ngon, không có hư gì bên trong ruột hết nha. Rồi bây giờ để bên cho các bạn xem cái chuối này là mình bảo quản 8 ngày. Tức là mình đã bảo quản trước cái nải chuối này là 3 ngày. Tại vì cái nải chuối cái này nó chín chậm hơn. Đó. Đây là một cái lớp bọc. Bên trong là một lớp bọc xiết. Bọc xiết ở đây thì mình mua đồ, mình giữ bọc người ta xiết cho mình nè các bạn. Nha. Đó các bạn thấy. Tại vì á cái bọc mình nó nhỏ quá, mình không để hết nải chuối, mình phải chùm hai cái bọc. Anh cho giáp nãy chuối vậy đó. Giờ dở ra. Đó. Các bạn thấy sự khác biệt ở đây. Đó là màu sắc bên ngoài là mình thấy rõ ràng nhất nha. Để gần lại cho các bạn so sánh ha. Một bên là cái màu nó còn vàng rực rỡ. Còn một bên là cái màu nó hơi sậm hơn. Bên cái màu vàng này là mình dùng hai lớp bọc thì dĩ nhiên là nó sẽ bảo quản được lâu hơn, chín chậm hơn nha. Với cách mà bảo quản dùng hai lớp bọc á, thì mình bảo quản lên khoảng hơn 2 tuần luôn nha các bạn. Còn với một lớp bọc này là mình bảo quản từ 7 tới 10 ngày ha. Còn nếu các bạn không có cái lớp bọc xít như vậy thì các bạn cũng có thể dùng giấy báo. Dùng giấy báo mình quấn cho cái nải chuối thì nó dát mí hết. Xong rồi thì mình hãy bỏ vào trong cái bọc buộc kín lại rồi bỏ trong ngăn mát tủ lạnh bảo quản, vậy thì nó cũng chín chậm và cái bảo quản được lâu hơn là mình cho cái nải chuối trực tiếp vào trong tủ lạnh ha. Chuối này thì nó chín rất là nhanh, khi mà nó chín rồi mình không bảo quản, mình để ngoài từ 3 4 ngày mình ăn không hết thì chuối nó sẽ hư dần, rất là tiếc là phí nữa. Thì mình tìm mọi cách bảo quản. Hôm nay mình phát hiện cách này bảo quản được lâu nên mình chia sẻ với các bạn. Nếu mình đi chợ mình mua thì mua một lần nải mình ăn liền thì không nói gì. Còn ở vườn á, chuối nó chín lần cả buồng, 5 nải, 6 nải không các bạn. Không bảo quản á, thì ăn không kịp, phí lắm. Cách này đơn giản hiệu quả. Các bạn còn cách nào mà nó hiệu quả hơn nữa thì để lại bình luận cho mọi người cùng tham khảo nha. Mến chào, hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo nữa nha.